Dạ, cảm ơn Sai Cần Thơ, kính chào quý cô chú anh chị các bạn. Câu mời của chú bạn giao lưu mai tứ quý, mai vàng. Tứ quý cái loại cái lớn lớn để vip vip có luôn, rồi nhỏ cũng có luôn, còn gọn. Đa dạng luôn. Còn vô clip mất thời gian cô chú mình chờ đợi nha, cái mới về của cô chú nha bạn. Rồi, em chào chị. Dạ, em chào anh Linh. Dạ. Chào cô chú anh chị đang xem kênh ạ. Dạ, hôm nay em có về được 15 phôi, trong đó em có 11 phôi tứ quý và 4 phôi mai vàng để giao lưu với cô chú anh chị qua số điện thoại của em là 0367863991. Dạ, số đó em cũng xài Zalo luôn. Rồi, xin phép cô chú anh chị em vô clip luôn. Em vô đầu của em là tứ quý nha. Cây lớn nha luôn. Dạ, vô cây số 1 tứ quý. Thì cạnh trên điều to chặt chặt cái điều chứ. Tứ quý này là hoành lớn. Chỉ cần điều luôn. Thì hay bự hơi già dữ luôn. Để điều, con cái thì này nó hơi khuyết vô thôi chứ nó điều. Dạ, ở đây nó cũng có nhưng mà nó không có như bển. Dạ. Con đây thì đẹp. Đặt đây đều gan luôn. Dạ, có cái rễ này nè. Trong lúc bứng á, rồi trúng nó đó, rồi em có tha keo nó lại. Đây rễ bành bành. Đây thì có rễ cũng to nữa chứ. Dạ. Cốt thì cành điều. Thuộc hoành lớn của cái này thuộc túi hút lớn rồi, già 30 năm cho nên. Lâu có được chạy cây bự. Rồi chỉ cho thông số nữa. Em đo vị trí này đi là 49. Mặt 49 chạc. Chạc xuống dưới là 54. Đây cây hơi nở chạc. Dạ, thoát thân là 39. Tổng chiều cao là 128. Sổ bài bài ra là 28. Đường kính bầu 65. Cái nồi để đặt của nó chắc cỡ 170 ạ. Ở đấy khoảng 170. Dạ. Cái cành ok, này nó chạc cũng khá là đều. Rồi giá không chứ? Dạ, mã số 1 phôi tứ quý em giao lưu giá 14 triệu. Đó, 14 triệu cây số 1. Dạ. Giờ phép đổi cây luôn. Mấy cái xe này. Cây số 2. Dạ, số 2 cũng là tứ quý. Để điều luôn. Cây to. Dạ. Để đại nghe nó đi. Điều gan luôn cái này nó cũng điều luôn. Dạ, đây nó cũng có nữa nè. Có bự luôn. Dạ. Nhưng hơi cắm thôi chứ rất là to. Dạ. Chịu lực. Bự lắm. Lùng lực luôn. Chi cành nó đều tứ diện luôn. Dạ. To mà, chi cành. Chực lắc luôn hả cô chứ, một cây chực lắc. Chỉ cành đẹp. Yeah. Thế thì tôi cũng ok, thì là ok. Cái cành này cho chủ nhà người ta chặt nè. Yeah. Chỗ này cũng do nó tét. Tóc xăng khắp chủng. Cái bự. Đấy gì đâu ok. Nghĩa bình bành. Cộng cái thông số. Em đổi vị trí này đi là 49. Được, 49. Chạc dưới là 52. thoát thân là 22. Tổng chiều cao là 131. Của nó sổ bài bài ra là 25. Đường kính bầu là 61. Rồi để đặt này chắc cũng 170, 180 vậy đó. Chắc anh ok luôn. Em là hẹp bị lực. Rồi giá luôn. Giá mã số 2 phôi tứ quý em giao lưu giá 15.500.000. Rồi 15.500.000 cái số 2. Dạ. Dạ phép đổi cây luôn. Em sang số 3. Cái 3 nó cái nhỏ gọn gọn. Dạ. Nhưng mà nhìn nó cũng duyên lắm. Đấy nó cũng ok nè. Điều ba công ghế nó to ra điều nó xẻ ra đây cho nó xẻ ra nó chia ghế ra nhóc nha. Yeah. Nhỏ vậy chứ nó già cây dữ lắm ạ. À. Được bao la luôn. Lên 4 con tược mà chia cành rất nhiều. Rồi chị cho thông số. Đo vị trí này đi là 24. Dạ, hoành 24. Cái cũ của nó là 35. Thân có chút hả? Thân có 8 à. 8 phần. Tổng chiều cao là 73. Cái đường kính bầu là 40. Ngang của nó là 45. Rồi, giá luôn. Dạ mã số 3 em giao lưu giá 2.200.000 phôi tứ quý. Chừng nào tới mai vàng em báo. Rồi, cái số 3 2.200.000. Dạ. Cho phép đổi phôi luôn. Số 4 cũng là tứ quý. Lên cây cụm gừng luôn. Dạ. Được. Em cắt gì 2, đi rồi 4, cô chú 6, anh chị nào về em 8, thích 8. Chơi làm sao thì cắt lại. Chuyện heo cắt chị heo. Dạ. Để cũng được được. Cũng được được. Được bên đây đẹp, bên đây thì cũng đỡ đỡ. Nó cấm. Dạ, này cấm chặt kìa. Vậy nó hơi to. Dạ. Chạy gọn cho thông số. Rồi vị trí này đi là 27. Thoát thân có chút à. Thân 9 à. Tổng chiều cao 68. Đường kính bầu 32. Rồi giá. Dạ rồi, mã tứ quý số 4 em giao lưu giá 1 triệu. Cái số 4 1 triệu. Có trên này nè anh Linh. Chỗ này là nó bị như là nó chặt hay gì á mà nó sành cứ ngắt à. Đúng rồi, người ta chặt nó ra tược nó nhúc. Dạ. Vì mình xử lý là sơ sơ nữa nó ra chịch dạ. Không phải tược kia bự hết. Phôi số 4, tứ quý 1 triệu. Dạ, em đã phôi luôn. Rồi, sang phôi số 5. Okay. Cũng tứ quý luôn. Dạ. Dễ này nó bành bành vậy. Dạ. À. Trên đây nè, ta chặt mà nó cũng kéo thẹo ở trên, sành dưới nhé. Mấy tượng này ghép ok vậy. Dạ. Ghép bao la luôn. Cái này là cái rễ nè mà lâu lâu ngày nó liền nó dính vô luôn rồi. Dính. Nó còn tươi xanh này em đục cái tươi này nè, cô chú anh chị thấy. Để rễ cũng bắp bắp nó coi cũng được luôn đó. Dạ. Cây bonsai lùng lực. Bán giá gọn gọn mềm mềm cho cô chú anh chị luôn. Rồi mình cho thông số. Rồi vị trí này đi là 36, chạc xuống là 45, tổng chiều cao 43, đường kính bầu 42. Rồi, giá luôn. Dạ mã số 5 em giao lưu giá 3 triệu. Rồi có 5 3 triệu. Dạ, sang số 6. À, số 6. Tứ quý luôn. Đây chân dài luôn. Dạ. Chân góa dài luôn. Cộng mà bự dài luôn. Đây chơi bonsai chân dài của chú mình. Tự nhiên. Được bao la luôn. Được to to mà. 4 tượng. Cộng cho đông số luôn. Cái số 7. Em đưa vị trí này đi là 26. Đó, còn 26. Tổng chiều cao là 59. Về cái đường kính bầu là 30. Sổ chân dài. Sổ chân dài của nó là 35. Rồi giá luôn. Vậy mã số 6 phôi tứ quý em giao lưu giá 2 triệu 500 ngàn. 2 triệu rưỡi. Cái số 6 đi gọi phép đổi phôi. Em sang số 7. Cái số 7 này để đẹp. Cái này dạ. Già cây nhỏ gọn gọn với già cũng từ nhỏ gọn gọn mà nhìn cũng đẹp. Mình thấy cạnh cũng ok, cũng đều này, cũng sát sát này. Mình vô dây bẻ là ghép là ok. Đế nguyệt to to, gom cũ, để như gần như kẹo luôn đó. Cái kẹo luôn, nhỏ chứ cũng được. Để bình bành không? Ừ. Kẹo bonsai gọn đẹp. Cho trong số. Cái tứ quý này nhìn thấy lực, tại rễ nó to to mà sát sát. Em đo vị trí này đi là 26. Cái củ đặt của nó đi là 39. Thoát thân là 20. Tổng chiều cao là 68. Và đường kính bầu 37. Rồi, giá. Dạ rồi, mã số 7 phôi tứ quý em giao lưu giá 2 triệu 400 ngàn. Rồi, 2 triệu 400 ngàn cây số 7. Dạ. Phôi tứ quý. Em sang số 8. 8 một cây lớn. Dạ, tứ quý luôn. Thẳng. Chi cành cũng đẹp lắm. Chi cành. Dạ. Mấy cái chỗ mà cắt nó mình ghép cũng được. Dạ, nó... mấy cái này là chủ nhà người ta cắt nè. Nhưng mà mình cũng còn đóng bo vô được. Đóng bo được. Dạ. Nó còn tươi. Nó kéo hơi hơi hết. Cắt cái này quá trời đều luôn, dài đều ngang. Một cốt, thẳng. Chỉ cành đều. Có gốc nó hơi bóp nhẹ. Dạ. Trồng đất nó chắc nó cái này đất hay cứng. Dạ cứng quá đó. Nó dẻ quá nó bóp lại chút. Mình nhìn thấy gì cũng tương đối, cũng không có nhiều không. Dưới đây thì rễ nó bao la nè, kẹo chứ. Rễ thì nó đều sát không. Ừ. Rễ kẹo luôn. Cái này mà cái thân nó không bóp, đế nó dữ lắm chứ, gà lực ghê lắm luôn. Chi cành khỏi chê. Vậy gọn cho đông số. Đôi vị trí này đi là 39. Ở trên đây thì chắc nó gần 41. Gì 41 nhiêu? Dạ. Thoát thân 35. Chiều cao có 1m6 1m7 là. Dạ, tổng chiều cao chắc cỡ 1m7 đi, tính 1m7 đi. Cái này nó có cái cũ lợ. Này để dưới đây thì khỏi chê cái thắt dạ luôn. Ôi, nó đặt kẹo luôn, em đo cái nồi để đặt đi. Để đặt đi. Dạ. Nồi để đặt 160 đi. Kẹo chứ. Vậy nó rất là kẹo luôn. Quỳnh gần 40 cũng bự, thật là dạ to. Cái ghế nó bài ra là nó 32. Cái này mà không bóp nhắc anh Hoành có tầm cỡ 44 45. Dạ. Bự. Rồi giá. Dạ mã số 8 Tứ Quý em giao lưu giá 7.500.000. Cái số 8 7.500.000. Phôi Tứ Quý. Dạ. Đi gặp phép đổi phôi luôn. Sang số 9. Một cái nhỏ gọn. Dạ. Ghế nó dày, quái. Tóc sang cao cao. Đi cả đường bao la, cái này đều. Cầm 160. Đôi vị trí này đi là 26. Thoát thân là 25. Tổng chiều cao là 83. Sổ nôm dài đứng xuống là 34. Dài. Dài. Đường kính bầu 35. Rồi, giá luôn. Dạ mã số 9 Phôi Tứ Quý em giao lưu giá 2.300.000. 2.300.000. Dạ. Cái số 9. Rồi phép đổi phôi luôn. Em sang số 10. Số 10 cũng là Tứ Quý. Quái nha. Dạ. Này nó đế đẹp. Chi cành nó cũng đầy đủ điều. To ha. Để kể gốc nó nở cuộn như cái cũ luôn. Mình này dài giống như con thú ha. Kiểu giống như con đà điểu kìa. Gì mập nè. Lực ha. Kể tôi nói ok điều. Kẹo luôn. Cô chú chị chơi gì không thích không cao chứ. Tán lùng chú. Dạ. Mình chơi hình con thú. Cái này chứ chủ nhà ta chặt cái cành này. Mà cái đó không sao, nó tươi. Dạ, tươi. Nó không ảnh hưởng gì. Đó, cho đồng số. Tiền đế nhìn nó đã. Đẹp hay sao. Em đo vị trí này đi là 34. Em tính 33. Dạ thoát thân là 22. Tổng chiều cao 87. Có cái cũ. Cái cũ đặt của nó là 72. Đường kính bầu 39. Nó sổ đứng xuống là 20. Để gãy quá về đẹp mà nó gãy to. Dạ. Này cũng mập ú, lai như là điểu bự. Rồi giá không? Dạ mã số 10 em giao lưu giá 2.900.000. Tứ Quý. Rồi số điện thoại đây. Số điện thoại Zalo của em là 0367863991. Dạ, số đó cũng là Zalo của em luôn á. Dạ, phép đổi phôi luôn. Dạ, sao số 11 số cũng 11. Là tứ quý. Clip này em có 11 cây tứ quý. Đế này cũng được. Dạ. Cũng điều nó chia ra. Cũng được, đây cũng có nè. Đây cũng có luôn. Dốc hơi nở. Dạ, đây cũng có nữa. Không cao gì thì cắt gì tầng cũng được. Cắt lùng lực cũng được, để gì cũng được. Và này cũng to cái gì dừa. Dạ. Mấy ạ? Tờ 25 á. Cho lên, đợi cho số. Đôi vị trí này đi là 28. Dạ, quanh 28. Thoát thân là 12. Tổng chiều cao 49. Đường kính bầu 34. Rồi giá. Dạ rồi, mã số 11 phôi tứ quý, em giao lưu giá 1 triệu. Rồi, 1 triệu. Dạ. Cái số 1 phôi tứ quý. Dạ, em sang số 12 của em là mai vàng. Ở đây sao mai vàng có gì? Dạ. Để nở cũ cho bá luôn. Dạ. Dễ điều. Cái đó đó. Cái đó đó thôi. Ừ. Ở chạc bự. Đây chạc lắc. Phôi mai vàng có chưa? Cái này nhìn nó lực lắm, gốc nở. Dễ ok. Trọng to không? To. Cộng cho số. Đôi vị trí này đi là 48. 48 chạc. Chạc xuống dưới là 58. Sổ nôm xuống là 19. Dạ, thoát thân 48. Tổng chiều cao là 114. Cái này hoành bự. Đường kính bầu 53. Cái lực. Mình bán giá mềm luôn. Tội giá vậy. Dạ, mã số 12 của em mai vàng, em giao lưu giá 2.800.000. Hoành bự. Cây đấy đẹp. Dạ. Giá rất là mềm luôn. Rồi phép đổi cây luôn. Số 13 cũng là mai vàng. Nhỏ nhỏ gọn. Dễ điều. Dạ. Mà đế cũng được lắm ạ. Ừ. Dễ nó cũng đều. Ừ. Không có trống. Cân đối. Để nở chặt. Dạ. Nhìn già cây đó. Chặt bonsai lùng lực thôi, bonsai lực. Được 3 hàng tam tài đầy đủ. Da gòn cho nó chứ. Đôi vị trí này đi là 33. Chạc xuống dưới là 40. Thoát thân là 16. Tổng chiều cao 39. Đường kính bầu 40. Rồi giá. Dạ rồi, phôi mai vàng số 13 em giao lưu giá 1.700.000. 1.7 cái số 13. Dạ. Để chạy tạm. Dạ rồi, phép đổi cái nữa. Sang 14 mai vàng luôn. Xè ba thân nó xè ngang luôn. Dạ. Con sai ra theo kiểu cứ quạt. Ba thân không tài đầy đủ. Để chia đều đó. Bậu. Đều đó. Cũng sát luôn. Dạ. Nó xa lắm. Sai lùng lực luôn. Này ghép cái tàn nhìn đẹp nữa rồi. cái cánh quạt cho bá luôn, góc cho thông số luôn. Cái góc nó hơi lu lu, nó sù sù lên nhẹ, không có chỗ không. Em đo vị trí này đi là 46 46. Tổng chiều cao là 41. Đường kính bầu 43. Thân chắc cỡ 10 à. Dạ 12. Nó hơi cộm cộm. Nó cũng lên nu nu. Rồi giá. Cây số 14. Dạ cây số 14 phôi mai vàng em giao lưu giá 3 triệu. Rồi, 3 triệu cây số 14. Dạ. Phôi này nhìn đẹp. Giờ phép đổi cái luôn. Số 15 cũng là mai vàng. Một cây lùng lực. Để bắp bắp. Dạ. Chảy đều ngắt luôn. Cái này để như vậy. Đừng kẹo luôn. Không bắp bắp không à. Không thấy không trống luôn, đều. Dạ. Mà rễ bự nữa, to nữa. Gốc hơi nở. Như vậy nó bắp bắp cuộn cuộn luôn chạy. Nửa này lên cũng bắp bắp nó vậy luôn. Ừ. Dãy này cũng to đều trên trơn, không có trống luôn. Thấp thân cũng thấp. Quanh này tầm trung 4 mấy quanh. Cây này ghép bonsai là phải nó rất là đẹp luôn. Cho đông số. Đấy gì là cũng là vip này. Tự nhiên đẹp. Em đo vị trí này đi là 45. Chồng eo quanh 45. Thoát thân là 20. Tổng chiều cao là 51. Cái đường kính bầu 54. Nồi để đặt 150. Để là đặt sệt luôn. Dạ. Kẹo. Gốc nở thì phì, dễ to kẹo. Rồi giá luôn. Dạ mã số 15 mai vàng em giao lưu giá 4.500.000. Rồi 4.500.000 cây số 15. Số 15 cũng là cây cuối clip của em. Rồi cuối clip mong cô chú anh chị vô xem kênh và ủng hộ tiếp em ạ. À. Cảm ơn cô chú anh chị nhiều. Rồi, em chào chị luôn. Chị chào cô chú anh chị các bạn. Rồi, trân trọng kính chào.